Hello, chào mọi người và chào mừng các bạn trở lại với kênh Liên Quân Mobile MOBA Việt. Thì hôm nay mình sẽ làm video clip về vị tướng Liliana. Đấy, bổ lắc kìa. Các bạn nhìn thấy không? Nhiều bạn bảo Liliana bé đâu mà bé, chẳng qua là cái áo lông cáo của nó che mất nữa thôi. Chứ mà lắc kinh lắm anh em nhỉ. Đấy. Rồi, mình là thánh soi rồi mình có thể thấy được. Chỉ cái ánh mắt của thánh soi thì mới thấy được nha. Không phải thánh soi thì không thấy đâu. Ok, mình không muốn nói đến vấn đề đâu, nhưng muốn đập mắt. Rồi, trở lại với trận đấu thì Liliana đó là một pháp sư kiêm sát thủ anh em. Một chất tướng tuyệt vời, sở hữu đến 6 kỹ năng. 3 kỹ năng thực ra là 2 trạng thái. Thành ra là thành 6 kỹ năng, 3 + 3 = 6, 3 × 2 = 6 mà. Rồi, nói chung là 6 kỹ năng nhá. Ok, kỹ năng thì hôm qua mình đã có làm video clip rồi. Hôm nay thì tiếp tục là chiến đấu nào. Chưa có level 4, con này có level 4 cho khỏe cơ. Level 3 ấy, đánh thường này. Vô. Các bạn phi chiêu thứ 3 ấy, ở cái trạng thái nhân hình thì anh em sẽ biến thành một con cáo rất là đẹp. Cáo 9 đuôi nhá. Cáo này thì chưa được 9 đuôi nhưng mà nhìn cũng tính là 9 đuôi đi. Khi cáo anh em phi chiêu 2 sẽ phi thân. Đó. Phi thân lần đầu tiên, nếu phi thân trúng tướng địch, trúng mục tiêu thì anh em có thể là phóng linh đạn bằng chiêu thứ 2. Và cái sát thương của chiêu linh đạn này là vô cùng lớn. Mình sẽ ưu tiên là mắc chiêu 2, nhưng mà thực ra thì để sức mạnh của con Liliana này cân bằng cả ở nhân hình và hồ hình thì mình nghĩ là nên là lúc đầu anh em tăng đều 2 chiêu một chút xíu, sau đó mắc chiêu 2. Ok. Còn trang bị con này thì mình vẫn chưa test được mấy đâu. Tạm thời là lối trang bị để bên dưới nhé, các bạn có thể là tham khảo. Rồi, ok, let's go, trở lại trận đấu. Ăn được cái con bột đỏ và ăn được 3 mạng rất là thơm. Thực sự là tướng 6 kỹ năng nên cần phải luyện tập nhiều thì đánh thuần được các bạn ơi. Theo lý thuyết là cấu rỉa bằng cái thôi tệ. Ôi, Lacrosse đã không để ý đến mình kìa. Lacrosse tin bạn vô Violet. Bỏ qua bé Liliana xinh đẹp thế này, không ngờ là evil bé ngực lép kia. Trời trời, lúc nào không có mắt nhìn. Rồi, không có mắt nhìn là nói chung là mắt không tròng rồi. Có mắt mà không thấy núi Thái Sơn đấy các bạn ạ. Núi Thái Sơn cao to sừng sững. Đó, cá rất là đẹp. Vô luôn. Sau khi vô chiêu 2 thì mình sẽ kích hoạt chiêu 1 nhá. Bởi vì mình sẽ kích hoạt chiêu 1 thì đòn đánh thường tiếp theo anh em sẽ áp sát tướng địch cao. Đó, thì cái trạng thái hồ hình này rất là hay. Sau khi dùng xong kỹ năng các bạn phải kỹ năng 1 các bạn phải vồ tướng địch nhá, để đấy nó cào đấy. Đó. Nhìn dáng cào rất là đẹp. Lý thuyết là con này cứ cấu rỉa biến thành nhân hình, cấu rỉa 1-2. Rồi, ôi vô hụt rồi. Rồi, phóng linh đạn. Chạy làm sao. Tí nữa là có tìm bạn cần đồ nữa, rất là khỏe. Con này thực ra thì có 2 cái nối đánh khá cơ bản. Đó là giống quyền vương là cấu rỉa bằng cái trạng thái nhân hình. Khi đủ sát thương các bạn có thể là biến hình thành hồ hình, thành con cáo để các bạn xông lên kết thúc tướng địch. Khi biến hình phi thân tiến hình, các anh em chú ý là cố gắng phi thân chiêu cuối để trúng tướng địch nhá. Bởi vì chiêu này thì biến hình thôi nhưng mà nó có cả sát thương phép nữa, các bạn phải tận dụng được cái lượng sát thương phép này, đồng thời cái chiêu cuối nó cũng có thể làm chậm tướng địch. Ấy, nhầm biến vào con chim rồi, mê chim rồi. Mê chim anh em ơi. Cáo mê chim. Buồn quá đi mà. Thật là buồn quá đi mà. Cáo thì bạn đây rồi. Chạy rồi. Có cả tốc biến cơ. Thế thì thôi chịu. Lùi xíu rồi bạn ơi. Đúng là khi biến thành cáo thì các bạn chạy nhanh hơn, giáp trâu hơn. Và đón thường các bạn gây sát thương phép nha. Vồ lại, phóng linh đạn này, tiếp tục là té này. Đó. Khi biến đi biến lại thì anh em tự nhiên trở thành một tướng cơ động. Cái chiêu cuối biến hình khá bá đạo, biến thành người xong lại biến thành cáo lại biến thành người. Đấy, biến đi biến lại các anh em có thể dùng chiêu này để tấn công hoặc để chạy rất là tốt. Ok, 7 mạng rồi rất là thơm. Thực ra đây là vị tướng khá dễ thương, mình là cũng rất là thích chơi. Nhưng mà thực ra thì cũng khá là khó đánh các bạn ơi. Con này không phải là tướng dễ đánh đâu, nhưng mà là một tướng rất là mạnh nếu các bạn chơi chơi gọi là thành thạo rồi. Đánh nối đánh thì cứ kiểu là cấu rỉa bằng nhân hình. Khi có mục tiêu là đi nẻ này, mục tiêu tách ra mình đến vồ những vị tướng xạ thủ team bạn thì mình lao lên vồ thôi. Nhưng mà thực sự thì chất tướng này đánh ở cuối game thì các bạn đa phần là cấu rỉa là chính nha. Bởi vì lúc cuối game các cái con tướng xạ thủ team bạn nó bắn rất là thấm. Các bạn có thể là dùng cấu rỉa bằng combo là chiêu 2, chiêu 1 nhá, ở trạng thái nhân hình. Đó, khi đợi đồng đội với lao vào vồ. Trời ơi, team bạn thành phá game rồi. Ở trong bản test thì có hay có cái thói quen này mình không thích tí nào đâu. Thứ nhất là trôn game, thứ hai là quit game, thứ ba là AFK. Rồi, Diệu Vân team bạn chơi lời một mạng đây. Cảm thấy là phíp chưa đủ đây. Ngu người thanh niên. Ok, bây giờ mình sẽ cố gắng mắc chiêu 2 nhá. Thực sự con này có hai lối trang bị, một là full phép, hai là tanh phép. Tanh phép thì anh em sẽ dùng thiên về cái hồ hình con cáo nhiều hơn, đánh ở cái trạng thái cáo nhiều hơn. Còn full phép thì các bạn lại đánh ở cái trạng thái là rồi chạy đâu đó, cấu rỉa xong vồ bằng chiêu cuối. Khi các bạn biến từ nhân hình sang hồ hình thì các bạn có thể là thậm chí là phi thân được 2 lần bằng chiêu cuối và chiêu thứ 2 nhá, rất là linh động. Cáo mà đánh cáo lại nhớ đến cái bộ phim Bạn Gái Tôi Là Hồ Ly Tinh. Rồi, phim Hàn Quốc rất là phê, Fox Rain anh em. Mặc dù lên đồ không phép nhưng mình vẫn thiên hướng một chút xíu về giáp cho con tướng này. Thứ nhất là giáp phép ở cái trực băng. Rồi. Không chết, tốc biến phí rồi. Thanh niên Triệu Vân tốc hành đuổi theo mình kìa. Kìa chạy như một cơn gió, nhưng mà làm sao đuổi tướng này. Tướng này chạy cũng rất là nhanh anh em ơi. Cái độ chạy nhanh của tướng này thì không phải bàn đâu. Rất là phê. Vừa chạy nhanh nó kiểu nó có 3 chiêu nhảy, thực ra tính ra 3 chiêu nhảy. Ở 2 chiêu thứ 3 và 1 chiêu thứ 2. Mình cộng như thế nó hơi phi lý, nó hơi nhưng mà thực ra thì nó là như vậy. Cái hồi chiêu con tướng này rất là nhanh. Ở bất kỳ cái trạng thái dù hình người hay là hình cáo đều chạy rất là nhanh. Rồi. Thì đuổi theo không kịp rồi. Trận này thì team mình đánh rất hay rồi, thì cáo chưa được thể hiện phát nào. Con này về late game cũng rất là mạnh anh em. Lên đồ kiểu full phép rất là mạnh. Một combo cấu rỉa ở cái trạng thái nhân hình thì cũng phải được tầm, anh em lên full phép ý, tầm được 4 đến 5k đam phép ý. Rất là mạnh. Rồi. Bởi vì nó có 6 kỹ năng, 2 trạng thái nên các bạn có thể đánh theo hai lối đánh khác nhau. Một là phun hồi báo, một là đánh mắc cấu rỉa. Đó. Phun hồi báo đấy là các bạn biến thành cáo nhiều hơn. Rồi đấy, trời đòi đấy, thôi. Đừng mà. Rồi, ok, choáng liên tục kìa. Trận này thì mình đánh rất hay, mình không phải đánh nhiều. Team bạn ra đầu té thôi. Lượng sát thương phép thì quá là nhiều, nhưng mà bù lại đó là máu rất là mỏng. Chất tướng xạ thủ mà anh em, chất tướng sát thủ mà máu mà lại trâu nữa thì sao mà team bạn đỡ được, sao các tướng khác đỡ được. Ở những trường hợp mà trụ thế này thì mình rất là khó vào. Muốn biến thành cáo để nào vào nhưng mà rất là khó các bạn ơi. Sấp mặt ngay. Thành ra là cứ cấu rỉa bằng cái trạng thái nhân hình thôi. Cái chiêu thức nó hồi rất là nhanh. Rồi thôi. Té. Rất là khó đuổi nhá. Con này rất là cơ động. Khi nó biến thành cáo ấy, nó có thể phi thân 2 lần đánh rất phê. Và mình thường là lên cái nồi trang bị là cái quyền trượng DA đầu tiên, thành ra là khả năng hồi phục rất là nhanh. Hết máu có thể là vào rừng farm. Ở farm lính là đầy máu luôn. Các bạn biến thành cáo, đòn đánh thường là gây sát thương phép mà. Hút máu phép thì rất có lợi cho vị tướng này. Rồi lên cái gươm tận thế, lên thẳng sách thánh luôn. Đồ cuối cùng thì mình có thể là lên một đối thủ tiếp hoặc là lên full phép, thì các bạn có thể lên lên vương miện hết kết nha, rất là khỏe. Thì mình phóng linh đạn rất là khỏe. Ok, mình sẽ cố gắng làm nhiều video clip về vị tướng này. Thực ra thì mình cũng chưa thông lắm đâu. Chưa thông chất tướng con này lắm đâu anh em. Chỉ hiểu lá lá là biến thành người cấu rỉa, xong biến thành cáo vồ rồi. Các bạn linh động sử dụng 2 cái trạng thái này thì rất là khỏe. Nếu sát thương ở trạng thái cáo thì nhiều hơn, và ở trạng thái cáo thì cơ động hơn. Khả năng cấu rỉa rất tốt ở cái trạng thái hình người, khống chế tốt. Ok, và video của mình test cái sức mạnh của Liliana đến đây là hết. Xin chào các bạn và chúc các bạn một ngày thật là vui vẻ nha. Bye bye. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.